Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm video đi đánh lưới buổi trưa. Và đánh lưới này là đánh lưới chỉ có 10 phút là vớt lên luôn thôi. Bây giờ là bắt đầu đi nhá. Bốc phét một tí, một tí nữa là càn hết cả buổi trưa, đập càn cá vằn mắt lên nhưng mà lại chẳng được con gì nữa thì ăn cám. Đúng không? Mỗi hôm mình đánh là chỉ có 3 phút thôi vớt lên thôi, nhưng mà hôm nay chót bốc phét lên là khả năng là căng. Hôm nay trời là nắng. Đi là phải mang ô đi đây. Không là lúc nữa là nắng ghê lắm, mới nắng mới lên khó chịu, nóng bức. Đây là đường ra ao nhà mình nhá. Một tay cầm máy cho nên là nó hơi rung. Đây lên ao đây rồi. Đấy, đi có 1 phút là từ nhà đến ao rồi. Hôm nay là giải hết cả lưới luôn đi bố ơi. Giải hết cả lưới nhá, mọi ngày mình giải chỉ có 1 phần lưới thôi. Tí nữa không biết làm nào để vừa trải vừa quay được nhỉ, khó. Phải để cái máy lại. Ôi, chim bói cá kìa. Đã đến ao. Ao này khai thác hải sản hơi bị nhiều rồi. Nào thì mò chai chai, nào thì đánh lưới, nào thì câu. Trước câu được 3 con cá chép to. Mỗi con gần 9 lạng. Được 2 cân 6. 3 con 2 cân 6. À bắt đầu giải ở chỗ râm râm thôi. Ơ nào ông sang tận bên ý à? Đứng bên ý xong trăng về bên này á? Cũng được, làm trái ngược mọi ngày một tí nhỉ. Nhưng thôi được đứng chỗ râm thì nắng lắm. Bỏ cái ô đây đã. Đấy. Úi, bỏ ô đấy rồi. Đâu? Giải lưới kiểu là không phải lội đây. Con kéo xào hay là con ra lưới? Ra lưới. Ra lưới nhá. Đây này. Hôm qua đi mò chai chai đây này. Đây này, vỏ đây này. Những con này là những con chết. Bắt ném lên đây. Đây. Rồi, tắt đi đã. Tắt đi giải lưới đã. Ôi, mày hãy tay vào. Mày làm thế là tụt ra một bè là chịu đấy. Không, không, không ra một bè đâu. Quay một tí này xong lúc là... Từ từ, đang mắc. Rồi, thôi được rồi, dừng lại đã nha. Đấy các bạn ạ, mình đã giải được lưới và không cần lội xuống ao. Là bố mình làm một cái xào buộc vào đầu kia. Đấy, và bây giờ hạ xuống này. Khi hạ xuống thì, ui, có cá kéo rồi kìa. Đoạn ở giữa cái chim rồi kìa. Đấy, hạ xuống như thế này là, ui dồi ôi, có cá luôn. Khả năng là được đấy. Hạ xuống lưới xuống như thế này là để nó trùng trùng thôi, để cho nó... Nó cá nó vào nó không bị căng quá, nó đi mất. Lưới này cũng chỉ là lưới đánh cá bé thôi, cho nên là cá khoảng độ 1 cân đổ lại. Cá to là nó búng nó đi mất. Ui xổi ôi. Cá bay lên mặt nước kìa. Đây còn vẫn còn một nửa lưới này. Bây giờ mình sẽ đứng đây để giải tiếp sang phía bên kia. Ui xổi ôi, vừa giải là cá đã nhiều khá này. Khả năng cũng chỉ ngâm nữa. Giải lưới xong mấy phút là vớt thôi. Hay là để xiên chưa? Cá đã mắc vào khá rồi này. Ui dù, con ở kia dạy ác thế. Được đấy. Đây là cách giải lưới mà không phải xuống ao. Tí nữa là khi... Ui dù, cá như kiểu là yêu tinh ấy nhở. Nó nhìn thấy lưới sao nó bay qua luôn. Đây, cá giật ác phết rồi này. Đây. Đấy, bây giờ giải nốt đã. Đây rồi, còn nửa lưới còn lại là bố mình sẽ kéo ra như này. Ơi, căng căng lên tí. Hay để con căng đầu này lên tí. Thôi được rồi, cứ này cũng được. Mình sẽ giữ cái đầu lưới này. Còn ông sẽ ra lưới đằng kia.
Và tí nữa là sẽ hạ xuống nốt nửa ao bên này, gọi là đánh theo chiến thuật bao vây. Đủ lưới để sang bờ bên kia không? Từ từ để con tắt. Đấy, bố mình ở bên kia. Hạ xuống lúc nãy là buộc một cái dây sắn dây vào đây. Và bây giờ mình giữ cái dây này để vào đây, tí nữa vớt lưới. À tí nữa thực ra là vẫn vớt ở bên đầu cảo bên kia là chính. Ừ, nhưng cái dây này vẫn phải giữ ở đây. Đấy. Theo bây giờ là thôi để cho nó được nhiều thì về chờ đợi đã. À, đấy, lưới khá trùng rồi đấy. Thôi các bạn ơi. Ôi, cá giật cả cái cảo ra kia rồi kìa. Lấy cái này khều vào vậy. Chính tỏ là cũng có cá nhưng mà sao im lìm này nhỉ? Cứ cầm cái cảo này biết ngay. Im này là... Có giật không? Chết rồi, được một con rô phi. Để xem nào. Tình hình là được một con cá trôi à? Trôi bé nhỉ? Trôi này được 2 lạng không? Hơn 2 lạng. Vớt rồi nhá. Vớt thôi. Được gì ăn gì? Đã chưa? Úi đây này. Khá phết. Xô à? Thôi để con sang. Nắng quá. Khá phết. Ông vớt ở bên kia. Xong đi từ từ cho nó chìm qua mấy cái chà kia. Bên này lưới hơi bị căng một tí này. Sợ được mà nó lại ra mất. Toàn cá trôi thôi à? Không có giúp phim mấy nhỉ? Cởi dây sắn luôn á? Thôi, ông cứ kéo đi, con kéo bằng dây sắn, con kéo đỡ. Ông cứ vào dần thôi. Nặng lắm. Nặng nhưng mà kiểu, ôi dồi ôi. Sợ kéo này nó. Được, nó đang vướng cái chà thôi. Bên này con kéo đỡ dần nhưng mà kéo căng quá là cá nó đi. Đứt cả lưới. Không, nước này không đứt được lưới. Đấy. Cá đây thầy. Đây thầy. Ra ngoài mất à? Ơ thế lại để xuống. Lại để luôn bắt thả vào xô, cầm hẳn xô lại luôn. Khá phết. Bên này kéo mà căng. À chỗ kia bùng nhùng cả vào rồi. Đây này. Cá đấy. Bây giờ là kéo lưới kiểu này thôi. Đánh cá theo kiểu lười mà. Kéo vào con nào mắc thì ăn, con nào mà phi ra thì thôi. Ừ. Vẫn kéo từ từ đây. Kéo mạnh quá là nó ra hết rồi, căng quá mà. Trên kia sao im thế nhỉ? Ít nhận được 5 con rồi. 5 con này không thể chạy thoát được. Sáu con. Nhiều trà rác quá. Còn trên kia lại thấy mắc lý lịa mà. Em cũng cởi cái dây luôn. Nào. Rồi. Dây mắc hơn cá kìa. Rồi.
Thì một trồng cá trôi. Ấy. Khéo. Nằm im để còn đường lên bờ. Căng quá đằng kia a cũng dính áp phết đấy. Rồi. Con kia. Mày chặt được tàu gỗ cho cái cây này vậy. Xong một hồi nặng quá không thì về đây. Được. Con cá trôi này. Mấy con rồng phi. 3 4 con rồng phi còn được phải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tầm 15 con cá trôi. Thế là được khoảng 5 cân nhỉ. Đâu, để ra gỡ cái nào.